Bố em trà bật xanh. Em bị bật luôn rồi kìa. Đừng để con làm con heo rơi ra ngoài. Con heo mà rơi ra ngoài một phát canh trừ điểm luôn đấy. Trừ như sao? Chờ đi chứ ở thế. Ê con heo kia người cho đã vào để anh xem làm. Anh thử làm rơi con heo. Anh thử làm rơi con heo ra xem nào. Sao là rơi được? Đấy, có khả năng là con heo này có thể bị rơi ra lắm. À, còn đến mùa sao đây, mùa sao đây. Đây. Ta sẽ phóng hết tốc độ cho ngươi phải. Thì chắc này không đủ. Làm sao để làm cho con heo bị rơi ra ngoài nhỉ? Ai biết. Tí mình đến đoạn khó. Chơi cái dễ cũng kêu, chơi cái khó cũng kêu. Đợt này con heo sẽ tiêu đời. Rơi xuống nhé. Đùa. Rơi xuống được rồi phát. Rồi. Rơi con heo là mất. Đấy đoạn khó đấy. Để kêu. Đúa vào lại. Làm lao rồi chứ. Sàn long thật. À là cái hiểu con heo nó nặng quá nó rơi vào xe ấy. Phát xe đi luôn. Đúng rồi. Đi chậm thôi. Đi nhanh đi. À, đi. Rồi. Lúc tôi cần chết thì nó không cho tôi chết. Lúc tôi đang cần chết được tí thì ông cho tôi chết luôn. Cẩn thận. Trời ơi. Thế thì bắt đầu thôi. Bây giờ chơi con heo vô tư luôn. Rồi tăng tốc lên. Con heo ngồi yên. Ta sẽ đưa nghe lên thiên đàng. Đến chỗ này đi dễ mà rồi. Đến khúc khó. Chị đến đi xuống đi dốc thì sợ lắm. Đi chậm thôi.
thì lúc đấy nó lại lùi á. Thôi đồ đưa đi. Rồi. Ây da. Cái đoạn này phải đi chậm
cẩn thận. Ôi, đi xuống. Rồi xong, tớ bao nhiêu công sức. Úi dồi ôi, heo này nặng dữ. Đặt 30 ký. Tớ đặt 30 ký. Đặt 30 ký mà cái xe này nó chẳng sao luôn. Chết nữa nha. Biết rồi. Chết là sọc lâu thật luôn á.